29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023 đã diễn ra triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội lần thứ 3. Tại cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia số 01 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Viral Window đã góp mặt tại sự kiện lần này và trở thành một trong những gian hàng ấn tượng nhất. Là một trong những thương hiệu cửa nhôm cao cấp được ưa chuộng trên thị trường, Viral Window mang đến cho khách tham quan một gian hàng có thiết kế ấn tượng tại vị trí đắc địa khu A1. Tại đây, chúng tôi mang đến rất nhiều các hệ cửa nhôm tiêu chuẩn châu Âu đồng bộ phụ kiện chính hãng. Các mẫu cửa xếp trượt, cửa mở lùa 2 dây, 3 dây, cửa uốn vòng. Và đặc biệt là có hệ nhôm mới VRH, dòng nhôm hàn góc sử dụng công nghệ hàn laser tiên tiến nhất thị trường. Không chỉ cung cấp những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm chất lượng, gian hàng Viral Window còn dành rất nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn cho những khách tham quan. Sau 5 ngày diễn ra sự kiện Việt Build Hà Nội 2023, gian hàng cửa nhôm Viral Window đã ghi dấu ấn đậm nét của mình với những thành công nổi bật như là một trong những gian hàng tâm điểm khu A1 khi đón tiếp hàng nghìn khách hàng từ khắp nơi tới tham quan và trải nghiệm, giới thiệu nhiều sản phẩm mới, hợp xu thế, cung cấp các giải pháp cửa tối ưu cho người dùng, tạo nên nhiều cơ hội hợp tác mới với các đối tác và khách hàng tiềm năng nhờ sự tư vấn chuyên nghiệp và uy tín của mình, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các khách tham quan và đối tác. Với thành công tại Việt Build 2023, cửa nhôm Viral Window cam kết tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và sáng tạo để đáp ứng những yêu cầu cao cấp của thị trường và khách hàng.